Vĩnh Phúc kính chào quý vị các bạn đang đến với chương trình Khởi nghiệp, chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ 20 sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại vào lúc 15 giờ 40 thứ tư trên HTV7 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình kỳ này ngoài điểm một số tin nổi bật về khởi nghiệp thì Vĩnh Phúc sẽ giới thiệu đến quý vị câu chuyện ba chìm bảy nổi trong kinh doanh đã dẫn anh Nguyễn Thái Duy để trở thành một người truyền lửa kinh doanh và khởi nghiệp cho nhiều doanh nghiệp trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và phần trải nghiệm và chia sẻ là kinh nghiệm sống động về làm thế nào để tạo nên hình ảnh của một thủ lĩnh giỏi trong quản lý và kinh doanh. Bây giờ, xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình. Tổng doanh thu của ngành tiêu dùng nhanh tại Việt Nam tăng trưởng 4,4%, nhưng riêng trên kênh thương mại điện tử tăng tới 33%. Số liệu này được công bố trong báo cáo thường niên Tương lai của thương mại điện tử trong ngành hàng tiêu dùng nhanh của công ty Kantar World Panel. Ông Fabric Carrasco, Tổng giám đốc điều hành của Kantar World Panel Việt Nam, Indonesia và Philippines nhận định, thương mại điện tử sẽ trở thành xu thế của các mặt hàng tiêu dùng nhanh trong tương lai, thu hút nhiều thương hiệu tham gia và hoàn thiện quy trình kinh doanh một cách nhanh chóng. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng vì sự thay đổi sẽ trở thành hiện thực nhanh hơn bạn nghĩ. Báo cáo cũng chỉ ra rằng trên thị trường toàn cầu, doanh số hàng tiêu dùng nhanh thông qua kênh thương mại điện tử tăng 15% trong vòng 12 tháng tính đến tháng 6 năm 2016, đạt 48 tỷ đô la Mỹ. Chiếm 44% tổng doanh thu bán hàng. Ông Stephen Roger, giám đốc toàn cầu về hành vi mua sắm và các kênh bán lẻ của Kantar World Panel nhận xét, về tổng thể ngành hàng tiêu dùng nhanh đang tăng trưởng chậm lại và người dùng đang tìm đến sự tiện lợi thông qua mua sắm trực tuyến. Dự báo kênh mua sắm này sẽ chiếm đến 9% thị phần trong tổng ngành hàng và đạt trị giá là 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 trên toàn cầu. Hỗ trợ từ những ông lớn như Amazon sẽ giúp người dùng tiếp cận thuận lợi xu hướng mới. Từ đầu tháng 10, người tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể mua bất kỳ sản phẩm nào của hãng tại website thương mại điện tử Vinamilk eShop Giấc mơ sữa Việt. Đây là một trong những doanh nghiệp Việt ngành tiêu dùng nhanh FMCG phát triển thêm kênh thương mại điện tử. Ngoài hệ thống cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm, siêu thị điểm bán lẻ sẵn có trên cả nước. Trên Vinamilk eShop, người tiêu dùng có thể chọn mua tất cả các mặt hàng của Vinamilk như sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa đặc, sữa nước, sữa chua, nước giải khát, kem ăn, sữa đậu nành và phô mai. Sản phẩm được cam kết chất lượng đúng chuẩn của nhà sản xuất, có thông tin dinh dưỡng cụ thể để người dùng dễ dàng tra cứu và lựa chọn. Người mua trả bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc thanh toán trực tuyến bằng các loại thẻ nội địa hay quốc tế. Trung tuần tháng 10, 2016 vừa qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình khởi nghiệp với tập đoàn Hoa Sen. Quỹ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập với sứ mệnh tạo tâm thế khởi nghiệp cho giới trẻ bằng việc nâng cao nhận thức cho sinh viên về khởi nghiệp, nâng cao năng lực hoạt động khởi nghiệp cho các vườn ươm doanh nghiệp, góp phần phát triển đất nước thông qua tinh thần khởi nghiệp, hành động sáng tạo và thực thi đổi mới. Đại diện hai bên đã ký kết thỏa thuận ghi nhớ triển khai, đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên, giảng viên trẻ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học trong khu vực thông qua Quỹ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Với ý thức phát triển đội ngũ nhân sự trẻ có tiềm năng và ý chí, việc tài trợ cho Quỹ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một hoạt động xã hội mà tập đoàn Hoa Sen muốn hướng đến thế hệ trẻ, góp phần định hướng cho nền giáo dục Việt Nam, đặc biệt là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đến với các bạn sinh viên luôn có ước mơ, hoài bão làm nên nghiệp lớn. Quý vị thân mến, trong kinh doanh có những người đi lên từ hai bàn tay trắng và cũng có những người khi đang ở đỉnh cao của thành công lại phải nếm trải mùi vị của thất bại. Và anh Nguyễn Thái Duy là người đã từng nếm trải cả hai mùi vị ấy, khi 7 lần khởi nghiệp thì đã có 3 lần thất bại. Và điều gì đã khiến anh vượt qua tất cả để trở thành một người truyền lửa khởi nghiệp cho rất nhiều bạn trẻ như hiện nay? Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng bước vào câu chuyện kinh doanh đầy thăng trầm của anh Nguyễn Thái Duy ngay sau đây. Ở tuổi 40, anh Nguyễn Thái Duy được gọi là một người khá thành công khi nắm trong tay một công ty phần mềm và là ông chủ của trung tâm vừa ươm doanh nhân, hay còn gọi là Big Training, nơi ươm mầm cho hàng ngàn doanh nhân, doanh nghiệp và cũng là nơi anh truyền ngọn lửa khởi nghiệp đến các bạn trẻ. Thế nhưng, ít ai biết rằng cuộc đời anh Nguyễn Thái Duy trải qua khá nhiều những thăng trầm. Thành công đến với anh ngay từ lần khởi nghiệp đầu tiên, nhưng sau đó không lâu anh lại nếm trải mùi thất bại. Sản phẩm đầu tiên mà anh Duy chọn kinh doanh là nước mắm Cam Ranh sau khi từ bỏ vị trí đáng mơ ước tại một công ty nước ngoài. Và thật may mắn khi việc kinh doanh nước mắm giúp anh gặt hái khá nhiều thành công và giúp anh có điều kiện nhắm đến những chuyện làm ăn lớn hơn với việc mở một xưởng gỗ ở Bình Dương, huy động đến gần 200 nhân viên và công nhân.
Tuy nhiên, quy luật khắc nghiệt của thị trường cũng như những rủi ro trong kinh doanh không ai có thể lường trước được đã không may rơi vào cơ sở của anh sau 3 năm hình thành. Cú ngã quá đau tưởng chừng khó lòng vực dậy với người chưa từng nếm mùi thất bại. Nhưng với ý chí vượt khó mạnh mẽ đã được chui rèn trong tuổi thơ nghèo khó đã giúp anh đứng dậy và bước tiếp. Dạ thưa anh Duy, được biết là anh đạt được thành công như ngày hôm nay đã trải qua rất nhiều những thất bại như anh đã chia sẻ. Vậy cụ thể đó là những thất bại như thế nào và anh đã rút ra được những bài học kinh nghiệm cho mình ra sao ạ? Vâng, cái con đường ra khởi nghiệp á, thì nó gặp rất là nhiều chông gai. Bản thân mình á, thì mình thất bại, cái thất bại đầu đời nhất của mình đó là khi mà mình làm ra cái xưởng gỗ. Cái lúc nhỏ thì nó cũng ra khá là thuận lợi. Nhưng mà cái vướng của mình đó là khi mà doanh nghiệp nó lớn lên á thì cái đội ngũ nhân viên nó lớn lên gần 200 bạn. Và thế là mình cái năng lực quản lý mình nó không có tới, cái đó là đặc trưng chung của doanh nghiệp Việt Nam chúng ta, nó không có tới và chừng cuối cùng nó dẫn đến á là mình không có kiểm soát được chất lượng. Và chừng cuối cùng á cái thất bại nó lớn quá, nó gây đến cho mình mất tiền, mất xưởng, bán nhà, bán cửa rồi ra nhà trọ ở. Như vậy thì đó có phải là thất bại cay đắng nhất, đau đớn nhất hay không ạ? Chính xác luôn. Từ cái lúc mà một người mà không có tiền trước đó là mình đi kinh doanh nước mắm thì mình lại làm được. Nhưng mà cái thất bại đau nhất của cái xưởng gỗ là cái thời điểm đó là thời điểm mà mình có tiền và mình tưởng rằng là mình giỏi rồi. Thì đúng là ngay cái giây phút mà mình nghĩ rằng là mình giỏi rồi thì đó là cái giây phút mà mình thất bại. Và sau cái thất bại cay đắng đó thì làm sao anh có thể đứng lên vực dậy ạ? Thực sự thì phải cảm ơn là cái giai đoạn nó khổ cực và phía đằng sau mình là nó có những đứa em và gia đình. Mình bán nhà, bán cửa nhưng mà may một cái là mình không có âm nợ và mình còn dư 23 triệu. Sau khi tất toán hết, ra nhà trọ ở còn dư 223 triệu. Thì cái gì nó làm cho mình vực dậy. Cái lúc đó là mình còn nuôi hai đứa em nữa. Và thế là 23 triệu đó, những đồng tiền ít ỏi đó, mình ra mình mua ngay cái tiệm photocopy. Và mình đưa các em nó vào trong cái tiệm photocopy đó, hai em đó. Và nó rinh cái tiệm photocopy và mình rất là cảm ơn cái tiệm photocopy đó. Những cái 6 tháng sau đó mình cũng không có làm được việc gì đâu. Mình chỉ chạy tới chạy lui thôi. Nhưng mà chính cái tiền photo đó nó tạo ra những cái đồng tiền rất là ý ỏi những cái ngày đó. Nó giúp cho mình nuôi sống cái cuộc sống mình rồi bắt đầu mình mới vượt qua được cái giai đoạn đó để mình đi tiếp. Có vẻ như thành công và thất bại trong kinh doanh đã mang lại cho Nguyễn Thái Duy sự cân bằng và thận trọng của một người từng trải. Và chính điều đó đã giúp anh bản lĩnh cũng như vững vàng hơn ở những lần kinh doanh tiếp theo. Và thưa anh, với trung tâm vườn ươm doanh nhân được anh thành lập từ khi nào và mục đích của anh muốn truyền tải đó là gì? Tức là cái lúc đó mình làm mọi thứ nó cũng nói chung là nó khá tốt rồi. Việc kinh doanh nó cũng khá tốt rồi. Thì các em nó cứ nó gặp mình, nó hỏi làm sao để em khởi nghiệp như anh. Thì mình nói thì các bạn làm có đi làm công có vài năm mà có nghiệm thì các bạn cứ đi ra khởi nghiệp đi. Thì cái câu trả lời của các em nó là em đâu có tiền đâu. Mình mới nói rằng là ra khởi nghiệp đâu cần có tiền đâu. Hồi kia anh ra khởi nghiệp anh cũng đâu có tiền đâu. Nhưng mà nó nói không có tiền thì em đâu làm được đâu. Và tại sao hồi kia mình không có tiền mình vẫn khởi nghiệp được? Thì cái vấn đề đó nó về nó làm cho mình lấy tờ giấy ngồi mình viết ra cái quyển nguyên tập. Và đúng là cái tờ giấy với cái viết nó rất là hiệu quả. Khi mình viết ra như vậy thì mình nói phiền cái 20 năm trước cái cách mình nó đi như vậy nè. Và bắt đầu mình mới vỡ ra mình kêu đây là cái cách đi của một người mà họ muốn khởi nghiệp trong tay họ không có đồng nào. Và bắt đầu mình mới tìm cái điều này. Mình lấy cái điều này bắt đầu mình mới ra mình mới tập hợp một số bạn lại, những bạn mà trước kia hỏi mình cái bây giờ mình biết cách rồi. Thì nói ở một cái quán cà phê vậy á, thì sau khi mình chia sẻ xong cái bạn nó nói cái điều này nó hay quá, năm 2009 á. Và có người nói là anh phải mở cái này ra để anh chia sẻ cho rất là nhiều người, đầy những người ra khởi nghiệp mà không biết những cái cách thức này, không biết được bước một họ đi là gì, bước hai là để gì, bước ba là họ đi là gì. Và mình là một người nói cà lắm. Trong đầu có bao giờ nghĩ ý tưởng là đi chia sẻ với ai đâu. Tuy nhiên chính cái những người ban đầu đó họ tạo động lực cho mình. Họ kêu phải chia sẻ đi. Thì bắt đầu mình cũng ra mình mở cái group, bắt đầu mình đứng chia sẻ thử rồi mình đứng chia sẻ và thế là mọi người làm được, mọi người nó hay. Và thế là từ năm 2007 cho tới năm 2009 cho tới giờ nó được 7 năm. Vốn đam mê với khởi nghiệp nên đi bất cứ đâu, anh Nguyễn Thái Duy cũng không ngại chia sẻ những bài học xương máu của mình đến với các bạn trẻ. Và vườn ươm doanh nhân chính là nơi để anh thỏa ước nguyện ấy. Mỗi khi đứng lớp, anh luôn say sưa truyền đi ngọn lửa khởi nghiệp với tất cả niềm đam mê và tấm lòng của một người đã từng gặp phải khá nhiều những sóng gió thương trường. Như vậy là khi anh khởi nghiệp, anh không có tiền. Vậy đầu tiên lúc mà anh khởi nghiệp với lại ngành nước mắm thì anh đã khởi nghiệp bằng cách nào? Tiền lúc đó không có đâu
Mình chỉ đi lấy 20 chai. Hồi đó nó tương đương là 20 chai hồi đó thì bây giờ tương đương khoảng 500 ngàn. Thì bắt đầu mình mới đi, mình gõ cửa từng nhà mình bán. Hồi đó không có online như bây giờ đâu ạ. Cũng chả có siêu thị đâu ạ. Và chỉ có đi tới chợ Bà Chiểu, mình có đi tới chợ Bà Chiểu. Mà đi tới đó thì mấy bà đâu có cho mình đứng bán đâu, mấy bà đuổi. Nên là không còn cách nào khác là mình đi gõ cửa từng nhà. Tuy nhiên nó không có thuận lợi như các bạn nghĩ đâu ạ. Không có phải là đi ra bán đâu. Tại vì hồi đó người Sài Gòn họ dùng nước mắm Phú Quốc. Họ không có dùng nước mắm Cam Ranh đâu ạ. Nước mắm Phú Quốc chứ nước mắm Cam Ranh nó rất là khác nhau. Nó khác nhau về cái màu sắc, về cái khẩu vị rồi luôn ạ. Họ cứ nói là nước mắm Cam Ranh của mày dở lắm. Nước mắm Phú Quốc ngon, nước mắm Cam Ranh mày dở lắm, nước mắm Phú Quốc ngon. Và suốt ngày mình nghe cái câu đó đó. Và khi mình nghe câu đó thì mình không biết làm sao mình trả lời đó. Cho tới một hôm cái câu đó mình nghe hoài, cái từ cho tới một hôm mình mới ngồi mình mới tự nghĩ, ủa mà nước mắm Cam Ranh mình nó có dở không ta? Chẳng lẽ hồi giờ mình ăn nước mắm dở à? Chỉ nước mắm Phú Quốc nó có ngon, mà nó ngon chỗ nào à? Và thế là lúc đó bắt đầu mình mua nước mắm Phú Quốc về mình ăn. Và khi mình ăn nước mắm Phú Quốc xong mình mới phát hiện nước mắm Phú Quốc nó ngon, mà nó ngon theo một cái cách khác. Và sau khi mình tìm hiểu về nước mắm Phú Quốc xong á, thì hôm đó mình ra mình gặp một cái chú, thì ông cũng nói là nước mắm Cam Ranh của mày dở lắm, nước mắm Phú Quốc ngon, ta ăn nước mắm Phú Quốc à? Thì lúc đó mình rất là tự nhiên thôi, nói là đúng rồi chú ạ, nước mắm Phú Quốc nó ngon lắm chú ạ. Ông mới nói mình là nó ngon gì mày nói tao nghe đi. Thì mình nói là nước mắm Phú Quốc của chú là cái mùi, nó là cái mùi đó là bởi vì nó muối từ cái thùng gỗ, cái hậu nó ngọt. Tức là mình phân tích từng bước, ông nói là cái thằng này mày đi bán nước mắm hay ghê, nhưng mà rất là kỳ lạ. Mày hỏi kỳ lạ gì chú ơi, sao mày lại đi bán nước mắm Cam Ranh mà mày đi khen nước mắm Phú Quốc? Mình mới nói là bởi vì nước mắm Phú Quốc của chú nó ngon. Ông kêu nó ngon thì mày đi bán nước mắm Phú Quốc đi, tại sao mày đi bán nước mắm Cam Ranh? Cái lúc đó mình nói là nước mắm Cam Ranh của con nó ngon chỗ khác chú biết không? Cái ông nói nó ngon chỗ nào mày kể tao nghe. Thì bắt đầu mình mới đi kể sang nước mắm Cam Ranh. Trên đời này có rất nhiều nước mắm ngon, Phú Quốc nó ngon một lẽ, Cam Ranh nó ngon một kiểu khác, Phan Thiết ngon một kiểu khác. Chú suốt ngày là cứ Phú Quốc. Cái ông nói mày nói có lý. Thế là ông mua hết. Hôm đó mình cầm 5 lít đi, ông mua sạch luôn. Và sau khi về già và bắt đầu mình tổng kết lại thì mình mới phiền, cái đây là một cái bí quyết trong bán hàng. Và sau đó chính vì cái câu chuyện ở chỗ đó mà sau này nó giúp cho mình, mình bán nước mắm rất là tuyệt vời. Và mình đi gặp ai, người nào chê mình là mình bán được liền. Và sau đó bắt đầu mình mới đi bỏ mối nữa và mình chỉ cho những cái đại lý đó cái cách làm sao để bán được nước mắm của mình. Và cái việc khởi nghiệp đầu tiên nó rất là suôn sẻ. Từ một người không có tiền, rồi mình cứ đi bán hàng, mình marketing, rồi mình có rất là nhiều tiền, rồi bắt đầu sau đó mình mua nhà, mua cửa. Chỉ sau có 2 năm. Có lẽ hạnh phúc với anh Nguyễn Thái Duy bây giờ chính là nhìn thấy các bạn trẻ mà anh đang dẫn dắt biết vượt qua nỗi sợ thất bại, tự tin bước vào con đường khởi nghiệp và gặt hái thành công. Thì những cái kiến thức mà Lân học từ Bi như là làm sao để mà đào tạo huấn luyện cho nhân viên của mình làm việc hiệu quả, làm sao để đẩy cái năng lượng của nhân viên làm việc hết mình, và làm sao đã training cho đội phận đối tác của Loan làm việc hiệu quả, thì những cái kiến thức đó Loan học ở từ bên training hết. Hiện tại thì công ty Loan đã hợp tác với 38 đối tác để họ phân phối hàng, đồng hành cùng bán sản phẩm cùng với Loan. Thì làm sao để mà một cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà có thể là làm những việc đó, làm sao những cái doanh nghiệp khác họ chịu hợp tác với mình, làm sao họ hợp tác với mình xong họ bán hàng cho mình, thì Loan cần phải có kỹ năng đàm phán, Loan cần có kỹ năng training, cần có kỹ năng làm việc đội nhóm. Thì những kiến thức đó Loan học được từ Bi Training để làm sao Loan tạo thành một cái đội ngũ đồng hành chung với mình, thì chúng ta cùng phát triển với mạnh được. Ở Bi Training thì thầy Duy luôn hướng dẫn và dạy tụi mình là kinh doanh thì phải biết kinh doanh bằng giá trị thật của sản phẩm. Tức là mình luôn đặt chất lượng uy tín lên hàng đầu. Và kinh doanh thì mình phải luôn phải biết trao đi giá trị và chia sẻ nhiều giá trị thật là tốt cho cộng đồng, cho xã hội. Từ câu chuyện kinh doanh của anh, chúng ta cũng nhận ra một điều rằng thành công hay thất bại đều có cái giá của nó. Quan trọng hơn hết là chúng ta có quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn hay không. Dạ, vậy thưa anh Duy, vậy làm sao để có thể khởi nghiệp thành công ạ? Có bí quyết như thế nào không ạ? Bí quyết thành công là thứ nhất nè, là bạn cần phải có cho mình một người thầy. Làm cái gì chúng ta cũng có cho mình một người thầy đó. Cái thứ hai chúng ta cần phải có bạn bè, là những người họ đã ra kinh doanh rồi, và chúng ta phải chơi chung với nhóm với họ để hàng ngày họ nói những cái công việc kinh doanh để nó giúp cho chúng ta có cái năng lượng đó vượt qua. Và thứ ba là chúng ta cần phải có cho mình những cái người gọi là những người đối thủ cạnh tranh, những người luôn luôn cạnh tranh với mình.
Thưa quý vị, mang sứ mệnh là một trong những người ươm mầm kinh doanh cho thế hệ trẻ, anh Nguyễn Thái Duy luôn biết tạm quên đi những thành công đang có để bước tiếp và không ngừng chia sẻ những bài học kinh nghiệm thực tế của chính mình đến các bạn trẻ. Câu chuyện của anh không chỉ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp đang nở rộ hiện nay, mà còn là tấm gương rất đáng để những người trẻ cùng tham khảo và cùng học hỏi. Thưa quý vị, việc khởi nghiệp đã khó, nhưng việc để trở thành một nhà quản lý giỏi, để phát huy được thành quả đạt được lại càng khó hơn, đặc biệt là với những vị giám đốc doanh nghiệp còn trẻ tuổi. Và theo Peter Handel, giám đốc điều hành công ty chuyên đào tạo lãnh đạo mang tên là Dale Carnegie Training, có trụ sở tại thành phố New York cho biết, nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng yếu tố quan trọng nhất của người lãnh đạo hiện nay đó là có thể tạo nên sự nhiệt tình, đầy năng lượng cũng như là lan tỏa sự tự tin và nhiệt huyết của mình cho những người xung quanh. Và Peter Handel đã đúc kết có 5 bí quyết để trở thành một thủ lĩnh thành công mà chúng tôi nghĩ bất cứ những người khởi nghiệp hay đang là chủ doanh nghiệp đều không nên bỏ qua. Dám đối mặt. Một nhà lãnh đạo tuyệt vời là người can đảm đối mặt với mọi thử thách và sẵn sàng đương đầu với mọi tình huống, dù đó là việc kinh doanh đang tụt dốc thảm hại hay việc công nhân đình công. Không ngần ngại trao đổi với nhân viên của mình cho họ biết về những kết quả mà công ty đã đạt được cũng như những thử thách công ty đang phải đối mặt sẽ giúp nhân viên cảm thấy họ được tin tưởng và sẽ không ngạc nhiên khi có những điều tồi tệ xảy ra. Xây dựng niềm tin. Nhân viên sẽ trung thành và họ nhiệt tình hơn nếu như họ được làm việc trong một môi trường mà họ tin tưởng. Xây dựng lòng tin có thể bằng nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, hãy làm cho nhân viên thấy rằng bạn quan tâm đến họ, thể hiện sự quan tâm đó đối với những điều bên lề công việc. Hãy cho nhân viên của bạn thấy rằng bạn quan tâm đến thành công của họ và chia sẻ thường xuyên với nhân viên của mình về định hướng sự nghiệp. Khi nhân viên phạm lỗi, không nên quở trách hay giận dữ ngay lập tức, mà bạn phải bình tĩnh giải thích cho họ hiểu vấn đề, tại sao việc làm của họ là không đúng, cũng như cho họ hiểu được bạn mong muốn cách giải quyết thế nào trong tương lai. Handa nói, khi nhân viên của bạn biết rằng họ mắc sai lầm, nhưng bạn không giận dữ hay trách móc họ, thậm chí họ còn nhận được sự quan tâm chân thành từ phía lãnh đạo, thì họ sẽ tin tưởng bạn tuyệt đối. Đáng tin. Nếu bạn không thích mặc vest thì đừng cố khoác chúng lên người. Nhân viên hay các đối tác khi làm việc với bạn sẽ nhận ra sự gượng ép đó và họ sẽ đặt câu hỏi liệu rằng bạn có đáng tin không. Nếu bạn thích một đôi giày ngộ nghĩnh, đừng ngần ngại đi chúng. Bạn là người thuyết trình hăng hái và hóm hỉnh. Hãy làm cho người nghe phải bật cười. Hãy sử dụng tất cả thế mạnh và phong cách độc đáo, cá tính của bạn để tạo nên phong cách lãnh đạo của riêng mình. Tôn trọng. Khi bạn kiểm soát những hành vi của bản thân theo một chuẩn mực đạo đức, thì bạn cũng sẽ nhận lại những điều tương tự. Điều này sẽ giúp cho nhân viên và các cổ đông cảm thấy tự hào về công ty. Handa cho rằng nhân viên thường không muốn gắn bó với công ty nào mà họ cảm thấy mình không tôn trọng lãnh đạo và những giá trị của công ty. Ham học hỏi. Một nhà lãnh đạo tuyệt vời là người không ngại đặt câu hỏi với tất cả vấn đề và luôn tìm kiếm những ý tưởng thông tin mới. Người lãnh đạo tốt nhất là người biết rằng sự đổi mới và cách tiếp cận mới có thể đến từ rất nhiều nơi khác nhau. Và họ luôn nhìn ra để đón nhận những kiến thức và lắng nghe những người có thể cho họ những lời khuyên. Peter Handa dẫn chứng thêm. Các nhà lãnh đạo thành công nhất mà tôi biết là những người tò mò và ham học hỏi. Họ quan tâm đến những thứ xung quanh họ và đóng góp tầm nhìn của mình vào những đổi mới tích cực. Quý vị thân mến, chương trình khởi nghiệp kỳ này đến đây xin được khép lại. Vĩnh Phú rất mong quý vị sẽ tiếp tục đón xem chương trình vào lúc 7 giờ 20 phút sáng chủ nhật tuần sau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.